Lương Mỹ Kỳ bị chỉ trích vì thái độ vô lễ lừa Nguyễn Minh Tú tại đại sứ hoàn Mỹ. Nhiều khán giả đã lên án thái độ của Lương Mỹ Kỳ đối với Minh Tú trong tập 4 đại sứ hoàn Mỹ. Lương Mỹ Kỳ là thí sinh được nhiều khán giả yêu thích và dự đoán sẽ đăng quang ngôi vị quán quân tại đại sứ hoàn Mỹ. Thế nhưng mới đây, những gì thí sinh này thể hiện trong tập 4 đã khiến hình ảnh của cô mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. Cụ thể, khi đội huấn luyện viên Minh Tú giành chiến thắng, cô đã bước vào phòng của team Hoàng Thùy để đưa ra thử thách lựa chọn hai thí sinh phải vào vòng loại. Vừa nhìn thấy Minh Tú, Lương Mỹ Kỳ đã trợn tròn mắt nhìn Thúy Liễu và không hề cúi đầu chào như những thí sinh còn lại. Ngay cả Tường Vi sau đó cũng bị nhiều người cho là thiếu tôn trọng với Minh Tú khi đặt câu hỏi, sao em lại gặp chị ở đây ta? Trước câu hỏi của Tường Vi, Thúy Liễu trả lời vô cùng tự hào, tại vì team chị chiến thắng đó, bất ngờ không? Trong khi các thí sinh khác đều mỉm cười chúc mừng huấn luyện viên Minh Tú, thì Lương Mỹ Kỳ vẫn lạnh lùng, dạ bất ngờ. Khi Minh Tú hỏi các thí sinh đội Hoàng Thùy ai sẽ là người bốc thăm câu hỏi ứng xử trước, cộng đồng mạng để ý kỹ Lương Mỹ Kỳ đã trả lời kèm theo của Lương Nguyễn Thủy Liễu, cứ theo thứ tự đi chị. Thái độ của Lương Mỹ Kỳ với huấn luyện viên Minh Tú bị cộng đồng mạng soi khá kỹ. Cư dân mạng đã vô cùng khó chịu thay Minh Tú vì cách ứng xử của Lương Mỹ Kỳ và Tường Vi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.